Chào các bạn, ở đây mình đang có hai cái màn hình LG. Đây là một cái màn hình LG Trung Quốc được chiếu lại và một cái màn hình chính hãng. Thì bữa trước mình có soi cái này nhưng mà các bạn bảo là bên trong nó chẳng khác cái gì nhau hết, và các bạn nói là chỉ có những gió bên ngoài khác nhau thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hai cái này ra cho các bạn xem. Thì mình sẽ dùng cây vít của Bosch. Cây này đang là sản phẩm thử nghiệm, các bạn không mua được đâu, chỉ là ve thôi. Các bạn sẽ dí nó để các bạn lấy mấy con ốc này ra. Thực chất thì lấy hai con ốc này cũng vô nghĩa lắm, bởi vì nó là ốc để bắt cái chân đế vô. Còn cái quan trọng là con ốc này đó, các bạn lấy nó ra và chúng ta sẽ này, bạn sẽ cần một cái cây như thế này hoặc là một cái miếng nhựa nào đó. Thì các bạn này ở những cái phần này, xin lỗi các bạn, sản phẩm thực nghiệm nó làm việc không có đó. Các bạn sẽ này như thế này, các bạn sẽ lấy một cái cây nhựa hoặc là lấy một cái cây thép. Thì các bạn này mình có một cái cây này để này nó ra. Thì cái màn hình bên kia cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó dùng tới 4 con ốc. Để cho nhanh thì mình gỡ hết 4 con ốc và mình nặng sẵn rồi. Và bây giờ mình ngồi mình nặng thế này để đồ này. Rồi, bây giờ thì đã tháo được cái này ra. Và các bạn thấy là cái bo của nó như vậy thôi, người ta dán băng keo nè, mình xịt cũng dán băng keo. Ở đây là cái màn hình dụng mà đã tháo ra vừa nãy. Thì ở cái màn hình này do cái phiên bản đời nó khác nên các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều dây, và chúng ta phải gỡ những cái dây này ra. Thì các bạn thấy là ở cái này ở bên trong thì nó cũng khá là ok, nhưng mà nó đã bị ố đi là dấu hiệu của thời gian là nó bị cháy cái gì đó. Bây giờ thì mình sẽ mở tiếp vào đây. Phần mạch thì khá là ok, những cái chân tiếp xúc thì bắt đầu nó mắc keo đi rồi, bị giới hạn rồi. Cái này là tấm đèn nền thì chắc là hết rồi. Còn bên này là cái mới, thì có vẻ như là LG họ thông minh hơn, tức là họ lấy cái này họ bọc lại để cho nó đỡ cũ. Chúng ta cũng tháo hết những cái này ra. Nhìn chung thì ngoại trừ những cái điểm như thế này thì nó cũng không khác biệt mấy. Mấy cái này thì cũng không có gì tại vì nó là mới mà. Bên này hết cái để tháo rồi, cái màn hình này cấu trúc đơn giản, giờ tháo sao nữa, hết biết tháo rồi. Cảm ơn các bạn.